Những năm trở lại đây, tóc bồ đen trở thành đặc sản và ngày càng khan hiếm ngoài môi trường tự nhiên. Việc nuôi ốc bươu đen đã trở thành mô hình nuôi thủy sản mang lại giá trị kinh tế cao, giúp người nuôi có nguồn lãi lớn và ổn định. Hướng đi này vừa giúp cho nhiều hộ nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời mở ra một cách làm mới mà nhiều hộ gia đình có thể áp dụng. Thì mặt độ nuôi nó còn tùy, tùy vào người nuôi. Thì chúng ta có thể nuôi nó dao động từ 50 đến 300 con trên một mét vuông. Thì nó càng thôi thì nó càng nhanh lớn. Nếu mật độ mà cao quá, chúng ta cho ăn nó không đủ, nó chậm lớn, rồi dẫn đến nó mòn cái vỏ nữa. Thì nó ốc và nó ăn, nó tái tạo vỏ trước, nó tái tạo từ miệng dài cho tới cái đít. Thì nếu mà ăn không đủ là cái đít nó là nó hóc nó mòn hết trơn à. Thì bình quân là chúng ta nuôi từ 3 tháng rưỡi cho đến 5 tháng là chúng ta sẽ thu hoạch. Thì nó dao động con ốc thịt nó là từ 45 đến 30 con trên 1 kg. Gốc thì là những nó cao. Cao ở chỗ là chúng ta không có tốn chi phí về thức ăn. Vì mấy con khác là chúng ta phải bỏ cái chi phí về cái thức ăn đó. Còn ốc thì nó ăn thực vật. Chúng ta cho ăn bèo. Rồi trong vườn có cái gì cho ăn đó thôi. Năm rồi thì tôi sức hết tính luôn rồi trứng rồi con giống rồi thịt rồi cũng được 200 triệu. Thì bỏ ra hết vườn rồi này kia đâu còn lại cũng được khoảng trên 150. Tận dụng ao vườn luôn chơi chú ơi, mới đậu luôn chơi mà vậy đó mà thu gì quá ngon rồi. Ở đường ngon hơn mọi con xài của tôi nữa. Bán xài bán mấy trăm triệu chứ có lời đâu, cục men thịt trơn. Gặp thêm ba cái dịch thì nó trời ơi nó gồng muốn chết. Toàn bộ quá trình sinh trưởng của loài ốc này hoàn toàn tự nhiên, do vậy không phải tốn nhiều chi phí. Không chăm sóc cũng đơn giản, vì đòi hỏi phải siêng năng kiểm tra, theo dõi, không để ốc bươu vàng xâm nhập, làm ảnh hưởng đến chất lượng ốc bươu đen. Có thời điểm, nguồn ốc bươu đen không đủ cung ứng ra thị trường, nên không lo rớt giá, khó tiêu thụ như nhiều loại vật nuôi khác. Đặc biệt là ở những địa phương canh tác vừa can trái, đều có đầu mưng lên liếp nên càng thuận lợi. Nuôi ốc bươu đen nhẹ nhàng lắm chú ơi, nhẹ không tốn chăm sóc nhiều. Tôi năm nay 71 tuổi mà tôi nuôi được mà, uống chi mấy ông trẻ. Nếu mà nuôi trong bể bạc á hay bùn lưới á thì cứ 5 giờ chiều là ra cho ăn thôi. Thì vớt bèo hoặc là hái mấy cái lá nó muốn rồi khoai lang ở trong vườn đó đẩy xuống cho nó ăn. Còn nếu mà bà con nào mà tận dụng cái ao trong cái vườn trái cây á thì chúng ta là không cần cho ăn, vì cho nó sống tự nhiên. Vì dưới ao là chúng ta có bèo rồi, bèo thì thức ăn sẵn cho nó thôi. Thì chúng ta cũng có thể tận dụng lại các loại trái cây đó, như là mít, xoài, ổi đồ trong vườn. Mấy cái loại nào mà giặt bán không được á, quăng xuống nó ăn luôn. Rồi hàm dữ lắm, quăng xuống nó đu đắt ngát hết á. Nói chung là nhàn dữ lắm, nhàn hơn mấy con khác nhiều. Thức ăn thì có sẵn, mà chủ yếu là nuôi thì đừng có nóng vội quá, nhìn qua từ từ. Một điểm thuận lợi nữa đối với cách nuôi ốc bươu đen trong mương vườn là chi phí đầu tư thấp hơn nuôi các loại thủy sản khác. Nếu ai có đào ao lên liếp trồng can trái đều có thể tận dụng mặt nước dưới mương để nuôi ốc. Thuận lợi nhất là những vườn trồng ổi mít mạnh có lượng trái cây dạt khi thu hoạch tận dụng làm nguồn thức ăn cho ốc, thì khỏi phải mua thức ăn, hiệu quả càng cao. Ngoài ra nguồn con giống hoàn toàn có thể tự chủ được sau lứa nuôi đầu tiên. Tôi thấy nuôi ốc á thì đầu tư ban đầu không có nhiều, tầm 2 triệu à, thì mua tầm 5.000 con giống thôi, vừa thả trong mình ta nuôi, xong rồi nuôi thêm tầm 5-6 tháng là nó đẻ rồi. Rồi đẻ là chúng ta mới ấp trứng, chúng ta xây vòng, tự tạo con giống, chúng ta xây tua, nuôi vậy cũng có lời. Thì quan trọng nhất là cái khâu chọn giống. Tại vì con giống mà tốt quá thì nó mới phát triển được, chúng ta nuôi nó mới đạt. Thì khâu chọn giống là nó hết sức là quan trọng. Bởi vì chúng ta phải mua chọn những cái nơi nào mà có uy tín, cái chất lượng. Con giống nuôi về nó phải đạt.
Tôi mua ở công ty Apu Đen Đồng Tháp đó. Người ta có công ty rõ ràng, thương hiệu, ta nuôi mấy chục ngàn mét vuông á. Xuống nhìn cái là mát con mắt luôn á. Ở vì tôi nuôi là đạt dữ lắm. Apu Đen có thể nuôi trong ruộng, trong ao hay ở mương. Mực nước sâu từ 0.8 tới 1 mét. Trường hợp ruộng nuôi không có bờ cao thì dùng lưới cước bao quanh. Ruộng hoặc ao nuôi cần trồng thêm các loại thực vật thủy sinh, bông súng, đồng bèo để tăng độ mát và độ bám của ốc trong môi trường nước. Nguồn nước nuôi cần phải sạch, không bị nhiễm độc nông dược, giàu chất hữu cơ, nước có lưu thông nhẹ càng tốt. Thì nuôi ốc hay nuôi bất kỳ con vật nào trong thủy sản nha, quan trọng nhất là nguồn nước. Nguồn nước nó phải sạch, không nhiễm phèn, nhiễm mặn. Thuốc hóa học, nhất là thuốc hóa học á. Mấy cái thuốc mà diệt ốc bưu vàng mà từ ruộng nó đưa ra đó, thay nguồn nước nó ra đó. Mà nếu mà không kỹ mà bơm lên thay nước là nó sẽ sạch ha. Tốt nhất thì phải có một cái ao, một cái bể. Nước đi đó, rồi là bể lắng đó. Chúng ta bơm nước vô rồi xử lý nước tiết rồi vô này nọ rồi tẩm tình sau rồi dùng nước rồi nuôi. Tốt nhất à. Ở miền Tây mình thì nước nôi tụi nó nhiễm thuốc hóa học quá mà. Còn về thức ăn thì phải sạch. Sạch là nó không nhiễm hóa học á. Nó mà ăn trúng thuốc hóa học thì đây cũng hết. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là ở Đồng Tháp, ốc hồ đen có thể thả nuôi quanh năm, nhất là nuôi trong ao rộng hoặc mương vườn thì có thể nuôi liên tục. Nhưng cũng như bất cứ loại vật nuôi nào, người nuôi cũng cần chú ý thời điểm thích hợp để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ở trong miền Nam mình thì nuôi ốc là chúng ta nuôi được quanh năm. Còn miền Bắc thì nó nuôi được từ tháng 2 đến tháng 9 à. Tôi cũng nghe người ta nấu chứ tôi cũng chưa biết nữa, có ra ngoài đâu biết. Về giá thì trung bình là từ 30 ngàn đến 50 ngàn ký. Thì ốc từ 45 con trở lên. Nói chung giá thấm đó là có lợi rồi. Rồi ta nuôi ếch mà ta bán 30 ngàn ký mà ta có lợi. Ếch nó ăn thức ăn như là tạm ăn lên mà. Còn nuôi ốc là cho ăn thực vật không mà sao không có lợi được. Còn cái giá mà nó đạt đỉnh điểm nhất á, là từ cái tháng 12 dương lịch cho tới 30 tháng 4 là cái giá nó lên từ 55 ngàn đến 75 ngàn một ký á. Giá dùng lá cái tới thu á. Còn bán lẻ thì còn cao hơn nữa. Trước đây, ốc bưu đen sinh sống và phát triển hoàn toàn ngoài tự nhiên. Người dân chỉ tiêu lượng khi cần cải thiện bữa ăn. Với giá trị kinh tế khá cao như hiện nay, để tăng hiệu quả chăn nuôi, cũng phải chú ý trong việc chủ động nguồn thức ăn để rút ngắn thời gian nuôi. Bên cạnh đó, nếu bổ sung thêm nguồn thức ăn thì cũng phải quan tâm đến môi trường nước trong ao nuôi. Nên thay nước vô ra ao thường xuyên để tránh ốc bị bệnh. Trong quá trình nuôi thì chúng ta nên chú trọng cái nguồn nước và thức ăn. Thì có hai cái đó thôi. Đơn giản cái con này là ăn sạch, ở sạch. Sạch ở chỗ là thuốc hóa học. Nó mà bị sốc nước hay sốc thức ăn là nó dễ, rất là dễ bị cái đường ruột. Và nó bị đường ruột là nó sinh cái dồi. Cái dồi nó sinh lên nó ăn không được, nó tiêu hóa không được là nó lật ngửa. Hiện tại bây giờ nó không có thuốc trị đâu, chúng ta phải ngừa trước. Còn nếu mà bị bệnh rồi là hầu như là mắc trắng, nhiều ông mắc trắng như lắm rồi. Để giảm chi phí đầu tư từ việc mua con giống, đa số các hộ nuôi ốc đều có thể chủ động cho ốc đẻ trứng, sau đó thu lượm và ấp trứng. Kỹ thuật chăm sóc ốc con cũng tương đối đơn giản. Chủ yếu chăm sóc ốc con ở thời gian ban đầu khoảng nửa tháng là có thể chủ động thả nuôi. Thì nuôi tầm 5 tháng là nó đẻ rồi. Khi mà nó đẻ là chúng ta thu trứng. Trứng ấp được 15 ngày là nó sẽ đẻ thành con. Con thì chúng ta dưỡng tầm 30 ngày xong rồi chúng ta chơi xuống ao thôi. Nuôi tiếp xây dòng như là lợi nhuận sẽ rất là cao. Cao hơn mấy con khác nhiều.